Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ làm việc với lãnh đạo FBI. Ngày 3 tháng 8, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc với bà Jacqueline McHugh, trợ lý giám đốc cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI về lĩnh vực đào tạo tại Học viện FBI, thành phố Quantico, bang Virginia, Mỹ. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã thảo luận với đại diện lãnh đạo FBI về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa FBI và Bộ Công an Việt Nam. Thứ trưởng bày tỏ vui mừng khi chứng kiến hai bên đã triển khai hiệu quả công tác hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thực thi pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự của mọi nước, nhất là sau khi Bộ Công an Việt Nam và FBI ký kết bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia năm 2019. Từ năm 2019 đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp thực hiện hơn 300 yêu cầu trao đổi thông tin tội phạm của FBI liên quan đến đấu tranh chuyên án, hỗ trợ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm. Riêng trong năm 2023, Bộ Công an Việt Nam đã bàn giao 5 kẻ truy nã cho các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Từ năm 2021 đến nay, Bộ Công an Việt Nam cũng đã hỗ trợ xử lý 17 đề nghị phong tỏa tài khoản của FBI, ước tính giá trị hơn 600.000 USD. Về lĩnh vực hợp tác đào tạo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao thiện chí của FBI trong việc hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật của Bộ Công an, phối hợp với Bộ Công an tổ chức nhiều hội thảo tập huấn về lĩnh vực phòng chống tội phạm trên không gian mạng, tội phạm rửa tiền và các loại tội phạm xuyên quốc gia khác. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác giữa FBI và Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện có hiệu quả bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. FBI cần hỗ trợ tương xứng cho phía Việt Nam đối với các yêu cầu xác minh phục vụ công tác điều tra, làm rõ tội phạm của Việt Nam. Hai bên thúc đẩy sớm ký kết hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, hiệp định dẫn độ, hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù. Cạnh đó, đề nghị Bộ Công an Việt Nam và FBI tăng cường trao đổi đoàn các cấp để trao đổi, chia sẻ thông tin về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. FBI nghiên cứu hỗ trợ, tài trợ cho Việt Nam các trang thiết bị hiện đại, chuyển giao công nghệ, các giải pháp chuyên dụng phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực với Học viện FBI, Thứ trưởng đề nghị FBI tiếp tục dành cho các sĩ quan Bộ Công an Việt Nam các học bổng, chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực tại Mỹ, trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm và chuyển giao các chương trình, tài liệu huấn luyện cho lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo về nghiệp vụ phòng chống tội phạm, kỹ năng lãnh đạo chỉ huy, bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ Bộ Công an Việt Nam. Nhân dịp FBI kỷ niệm 116 năm thành lập, 26 tháng 7 năm 1908, 26 tháng 7 năm 2024, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ gửi lời chúc mừng lãnh đạo, nhân viên FBI, mong muốn FBI sẽ tiếp tục đóng vai trò là đối tác tích cực của Bộ Công an Việt Nam trong việc phối hợp giữ gìn an ninh, an toàn vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Sáng mùng 1 tháng 7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được tổ chức đồng loạt tại 20 huyện, thị xã ở Nghệ An, với hơn 20.000 đại biểu, lực lượng tham gia. Tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, chỉ đạo rà soát thành lập 3.797 tổ bảo vệ an ninh trật tự tại tất cả các khối, xóm, thôn, bản. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc Quốc hội ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng, là cột mốc đánh dấu sự ra đời về mặt pháp lý để tiếp tục xây dựng, củng cố, duy trì các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhận định, tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tại tất cả các khối, xóm, thôn, bản là cánh tay nối dài của lực lượng công an các cấp. Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An và sự cố gắng nỗ lực của Công an Nghệ An đã chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai luật và tổ chức lễ ra mắt đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị cấp ủy chính quyền tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện đối với nhiệm vụ tổ chức hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh
trật tự ở cơ sở. Tiếp tục đầu tư trang bị phương tiện, bảo đảm các chế độ, chính sách để lực lượng này có đủ điều kiện thực thi tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công an tỉnh Nghệ An phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự nổi lên từ địa bàn cơ sở. Quán triệt thực hiện tốt phương châm, lấy cơ sở làm trung tâm, xây dựng phường, xã, thị trấn, thôn, tổ, dân phố, thành pháo đài vững chắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Xem đây là lực lượng đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân, có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở. Đặc biệt, cần cụ thể hóa 6 nhóm nhiệm vụ chính của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Riêng với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Bộ Công an đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ, pháp luật và kỹ năng vận động quần chúng, nghiêm túc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, sự quản lý của Ủy ban Nhân dân cấp xã, sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của lực lượng công an. Phát huy tinh thần, hỗ trợ lực lượng công an xã, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phát biểu đáp từ, bế mạc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Chung gửi lời cảm ơn, tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai thi hành luật liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thực sự hiệu lực, hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ghi nhận những nỗ lực quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An và các lực lượng của thành phố Vinh đã vượt nắng thắng mưa, hăng say luyện tập để trình diễn những nội dung tiết mục đặc sắc và ấn tượng. Hà Nội biểu diễn thực binh trong lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ngày 1 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Lễ ra mắt có sự tham gia của 575 người là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tại lễ ra mắt, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện diễu hành và diễn tập thực binh tình huống tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cần sớm ổn định tổ chức, nhanh chóng bắt tay vào công việc, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật, chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý của Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn và sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của công an trong thực hiện nhiệm vụ theo luật định, dựa vào nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Đồng thời, phải đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra. Đối với cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban Nhân dân phường mà nòng cốt là lực lượng công an, lãnh đạo thành phố đề nghị tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương triển khai thi hành hiệu quả luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Hướng dẫn tuyển chọn mới đảm bảo các tiêu chí, chỉ tiêu theo luật định, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, đảm bảo 100% thành viên lực lượng tham gia bảo an ninh trật tự ở cơ sở được huấn luyện, bồi dưỡng trong năm 2024. Thay mặt các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, ông Nguyễn Xuân Hợp, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm khẳng định việc tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Ông nói sẽ tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ, không ngại khó khăn, gian khổ, phối hợp chặt chẽ với công an phường và các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tại 29 quận, huyện, thị xã còn lại, mỗi địa phương đã lựa chọn một đơn vị cấp xã để tổ chức điểm lễ ra mắt, với sự tham gia của 946 người là tổ trưởng, tổ phó và 405 người là tổ viên các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ở các đơn vị không được lựa chọn tổ chức điểm, Công an thành phố đã chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn tham mưu chính quyền cung cấp tổ chức lễ ra mắt, bảo đảm 100% các đơn vị xã,
phường, thị trấn đều tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!